là các bệnh nhân chạy thận nhân tạo đi sử dụng máy này được đấy. Và bệnh viện là Tân Hưng người ta mua hai cái, bệnh viện quân y 87 cũng vừa lấy hai hệ thống điện trị liệu cực kỳ hiện đại này. Cái này là của Homerion Nhật Bản với giá dự toán là 545 triệu. Nhật thì không có cái nào rẻ, đấy là rất là đau đầu. Tuy nhiên với hiệu quả nó sẽ thay cho khoảng tầm 10 cái máy cùng lúc, bởi vì toàn bộ nhóm cực chi dưới nó sẽ được tác động ngay lập tức cùng lúc với cường độ rất cao và bệnh nhân lại không tốn calo. Ngoài ra thì công ty có rất nhiều cái hệ thống phục hồi chức năng công nghệ cao khác như là laser công suất cao, auto scan, các hệ thống điện một chiều xuyên sọ, hệ thống oxy vát vùng đơn. Đó là cái giải pháp mà hiện tại bây giờ tất cả các bệnh viện đều đang rất quan tâm, và tất cả các cái máy mà mình vừa giới thiệu cho tất cả anh chị trừ hệ thống phân tích chuyển động thì đều đã được cung cấp ở tại Việt Nam. Đấy, những hệ thống đắt tiền như oxy vát vùng đa thì cũng đã được cung cấp ở quân y 87, rồi những cái hệ thống mà phức tạp thì đều đã có ở các đơn vị y tế, và đặc biệt là cái giá thành nó cực kỳ hợp lý, mà thường thường là nó chỉ bằng 1/2 so với các cái thiết bị đời đầu thôi. Đó, nó rất là hợp lý, và đặc biệt là phần mềm của nó đều được Việt hóa. Thì trên đây là toàn bộ các giải pháp phục hồi chức năng công nghệ cao mà công ty Hải Minh hiện tại đang là đại diện độc quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thì một lần nữa thì cũng cảm ơn ban giám đốc bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ, các anh chị phụ trách của bệnh viện, các đại diện của các cái cơ sở y tế trên đã có mặt ngày hôm nay, quý vị đặc biệt, quý vị khách mời và đại diện của đoàn hãng Haywin đã cho công ty Hải Minh, đặc biệt là Minh có cơ hội đứng đây để giới thiệu với anh chị khoảng 22 cái giải pháp phục hồi chức năng công nghệ cao và trong thời gian rất là ngắn. Và tiếp theo đây thì để mà không làm gián đoạn chương trình thì mình xin nhường lời cho các bạn đại diện của nhà máy sản xuất robot nên trình bày các cái giải pháp chi tiết hơn về hệ thống robot hai quy. Dạ, kính thưa ban giám đốc, anh chị rất là xin lỗi vì không nắm được chương trình. Dạ, thì xin kính mời các anh chị chúng ta giải lao kiểm tra trong vòng ít phút, xong rồi chúng ta quay trở lại để mà chúng ta tiếp tục triển khai cái chương trình. Trân trọng kính mời tất cả các anh chị tham dự hội thảo ngày hôm nay. Xin mời các anh chị vào trong hội trường để chúng ta tiếp tục chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung là cập nhật hiệu quả phục hồi chức năng sau tổn thương thần kinh. Các anh chị ngồi ở cuối có thể di chuyển lên các hàng ghế phía trên để cho chúng ta hội trường được nhìn được gọn gàng hơn ạ. Sau chương trình nội dung cập nhật hiệu quả phục hồi chức năng sau tổn thương thần kinh của hãng Haiwin chuyên sản xuất để robot tập hồi chức năng, thì sau cái nội dung đó chúng ta sẽ có một cái nội dung là bốc thăm nhận quà may mắn với các phần quà như là sách của thầy Hào Kiệm và hai phần quà của công ty Hải Minh ạ.
nhắn thế. Trước xin chào những người các vị đại biểu tham vào hội trường để tiếp tục chương trình. Tiếp theo chương trình và tổ chức xin trân trọng giới thiệu những mời ông Lee Dung Chan, chuyên gia lâm sàng trung tâm nghiên cứu phát triển trường đại học Kim Thái Nguyên CMU Đức Thái Lan Trung Quốc để trình bày chuyên đề hiệu quả lâm sàng và lao động để tháo đồ sau khi tập luyện bằng robot tập đáng nghi để cảm những bài học. Alo. Hello. If you want, my name is Yo Chen. I'm a senior application specialist at Irving Technology Corporation. My major is physical therapy and biomedical engineering. Today, I will share with you the clinical efficacy and electroencephalography oscillation after robotic gait training. Xin chào tất cả các anh chị, tôi là Long. Hôm nay tôi sẽ hỗ trợ anh Yo Chen, là một trong những chuyên gia của tập đoàn công nghệ ở Hyvie. Và anh này thì là chuyên gia về vật lý trị liệu cũng như là kỹ thuật y sinh, và hôm nay anh rất là vinh dự được ở đây và trình bày một cái kết quả nghiên cứu về hiệu quả lâm sàng và những cái thay đổi về điện báo đồ sau khi mà tập luyện với cả robot. Thank you. This online. We have the four parts. The first part is I will introduce the medical robot in implementation. Next, I will introduce especially the feature of the weight bearing type training. And next, I will introduce the clinical finding of EEG study. And finally, I will show some clinical efficacy and some tests. Bài trình bày của tôi sẽ gồm có 4 phần như trên slide. Phần thứ nhất, tôi sẽ giới thiệu qua về robot y tế phục vụ phục hồi chức năng như nào. Phần thứ hai liên quan đến các cái đặc điểm của cái giải pháp luyện tập về chịu lực, và thứ ba đó là cái kết quả nghiên cứu lâm sàng của một liên quan đến điện não đồ, và cuối cùng tôi sẽ trình bày một số cái ca lâm sàng có hiệu quả ứng dụng robot. Now let's take a look about the medical robot application. Đầu tiên chúng ta sẽ xem robot phục hồi chức năng trông nó sẽ như nào. Medical robot is mean as a robot assisted rehabilitation. Since neurological rehabilitation requires long-term and high repetitive training process, in the recent years, we have found some clinical findings about the repetitive high intensity and the task-oriented training could enhance the neuroplasticity. The future of the robot could provide a clinical outcome measure, such as the behavior of the neuron and biomechanical parameters. Vâng, phục hồi chức năng với cả cái sự hỗ trợ của robot thì nó sẽ giúp cho cái quá trình nó sẽ nâng cao cái tính mềm dẻo của thần kinh, cũng như là các cái bài tập nó sẽ hướng tới các cái định hướng là hướng tới các cái bài tập mà có cường độ cao, và để chúng ta đo lường các cái kết quả lâm sàng thì có thể là các cái hoạt động của thần kinh kết hợp với các chỉ số như là EMG hay EEG và các cái thông số liên quan đến sinh học, mà chúng ta cũng có thể là tiên lượng được cái sự tiến triển của bệnh nhân. Now, I introduce the mechanism of the neural replication. As we know, the
Training could input the motor sensory input, and therefore promote the motor fascination. And then the intensive training due to the feedback mechanism, the neuroplasticity and the motor learning was enhanced. Thereby, performance was improved. And the robot assist intervention could provide the accurate and the intensive training in the weight bearing, so could enhance the intensive, the motor and the sensory input. And the feature of robot could provide the repetitive and the high dose, could enhance this mechanism even more. Vâng, tôi xin nói qua về cái cơ chế luyện tập can thiệp với cả robot để phục hồi chức năng về thần kinh. Về cơ bản thì chúng ta trong cái phục hồi chức năng thì chúng ta sẽ phải tác động vào cái cảm giác cũng như là vận động, và để hỗ trợ cho bệnh nhân có thể là phục hồi được cái khả năng vận động của mình với các cái bài tập mà lặp đi lặp lại hoặc là với cái cường độ cao. Và dựa trên cái cơ chế phản hồi đó thì cái tính mềm dẻo của thần kinh nó sẽ được cải thiện, hay là cái tính khả năng học về vận động của nó cũng sẽ cải thiện lên, và tổng thể lại thì nó cũng sẽ cải thiện toàn bộ cái chức năng vận động lên của cơ thể. Và cái sự can thiệp và với có sự hỗ trợ của con robot này thì nó có thể là rất chính xác và nó hiệu quả hơn ngay từ những cái giai đoạn ban đầu phục hồi chức năng. Okay, this slide shows the much type of the lower limber robots. The bent stationary range of motion type robot was used as in the early stage. The future of the non-weight bearing was reduce the upright step input. When the patient have the best trunk control ability, the standing type robot was suitable for this patient, such as the treadmills, plus exoskeleton, and the elevator robots. Both these type robot paired with the suspension equipment, usually the patient feel uncomfortable. And the elevator type provide a degree of freedom to the knee, so the patient could have the poor control of the knee, the additional knee pressure was instead. When the patient have the better trunk control, the wearable exoskeleton was suitable for the patient to do the ground walking training. And the hybrid robots, hybrid exoskeleton and elevator type. Có các như cái trên slide đây, anh chị có thể thấy là trong hầu hết các cái phòng tập luyện phục hồi chức năng thì có các cái loại có cái bốn loại chính thiết bị để phục hồi chức năng. Loại thứ nhất là liên quan đến hỗ trợ vận động tại giường, và cái loại thứ hai và thứ ba là liên quan đến máy tập đi bộ, và cái bộ hỗ trợ treo ở bên ngoài, và một cái thiết bị nữa cũng là để hỗ trợ cái dáng đứng, cái cảm mạnh. Và cuối cùng là khi mà tùy theo cái khả năng kiểm soát cơ thể của bệnh nhân thì có thể là cuối cùng là có thể là sử dụng cái loại thứ tư là liên quan đến cái bộ hỗ trợ cái treo công sơ bên ngoài và có thể mặc được. Và tuy nhiên thì cái hạn chế của các cái thiết bị như thế này thì nếu mà chỉ sử dụng đơn lẻ thì nó rất là khó để đạt được cái hiệu quả tối đa. Và đặc biệt đó là liên quan đến cái quá trình tập luyện thì thông thường là bệnh nhân cũng chưa cảm thấy có một cái sự thoải mái dễ chịu khi tập luyện. Hai robot gait training system combine the disability of the elevator that could provide the different movements and combine the disability of the exoskeleton to guide patient to do the precise movement in the possible angle. And the suspension decides to realize the weight bearing solution and give the comfortable and safety environment to the patient, and the patient could decrease the fear of falling to do the best balance change. Và chúng tôi thì đã nghiên cứu rất là kỹ những các cái hạn chế của các cái thiết bị đời trước, và chúng tôi đã sản xuất ra robot hai bên tập luyện dáng đi tích hợp các cái ưu điểm của các robot hỗ trợ thế hệ trước,
với các cái bài tập liên quan đến chịu trọng lực, và nó đã giải quyết được một cái vấn đề nhức nhối đối với bệnh nhân, đó là tập luyện thì nó sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn, và các cái hiệu quả liên quan đến đi lại cũng như dáng đi nó cũng tốt hơn và nó khôi phục nhanh hơn. Okay, next I want to introduce the feature of the weightlifting type training. Và tiếp theo thì tôi sẽ trình bày các cái đặc điểm liên quan đến giải pháp tập luyện chịu trọng lực với cả robot. In the most treatment loop, we almost seen the tilting table and the stand frames and the treadmill in the loop. But this is difficult to train the patient during the FFC 1 to 4. The low bar was mentioned above is find the motor control and the postural control and the balance training for this patient during the patient in the FAC 1 to 4. I will no bar provide the upright position to training the patient and suitable for the between the main race and to the standing suspension type low bar. Biểu đồ trên đây sẽ khái quát về các cái bài tập khác nhau từ không cấp độ 0 cho đến cấp độ 4 đúng không ạ? Và với cái mục đích là để hỗ trợ bệnh nhân vận động và kiểm soát vận động, và cao hơn hết đó là lấy lại cái dáng đi nó tốt hơn. Thì hầu hết thì các cái thiết bị mà các anh chị quan sát được nó ở các cái phòng tập thì nó mang tính chất là đơn lẻ và khó đạt được hiệu quả. Ví dụ như là các cái thiết bị mà hỗ trợ trên ngay tại giường, hoặc là một cái bàn đứng để hỗ trợ bệnh nhân đứng lên, hoặc là một cái máy tập liên quan đến đi bộ, thì với cái con robot của Hybin thì nó sẽ hỗ trợ tốt cho bệnh nhân phục hồi chức năng ở cái giai đoạn rất là sớm, và nó sẽ giải quyết được các cái hạn chế của các cái thiết bị đơn lẻ khác, và hỗ trợ cho bệnh nhân lấy được cái dáng đi tốt hơn sau các cái lần tập luyện với các cái cường độ nó mạnh hơn và trong thời gian ngắn hơn. In the traditional treatments, the patient starts in the motor fascination such as PNF exercise or the bridging exercise, and use the suspension to do the non-resistant training in the lying position. When the patient could have basic trunk control ability, could train in the sit stand and some anti-gravity training. I know about provide three-point support and upright the patient to do the motor fascination and anti-gravity training while standing. It could accelerate the rehabilitation process. Trong các cái phương pháp tập luyện truyền thống thì các anh chị có thể thấy rằng là có hai cái cách, một là hỗ trợ cho bệnh nhân có thể là vận động được hay là tập luyện với cả không cản trở. Tuy nhiên thì hai cái cách này thì nó có thể là nó sẽ gặp nhiều khó khăn với cả bệnh nhân, và đặc biệt nếu như mà bệnh nhân mà không thể nào mà kiểm soát được cái tư thế của mình, thì cái việc mà luyện tập cho các cái bài tập cao hơn đi lại chẳng hạn thì nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên thì với robot của Hybin thì nó sẽ có hỗ trợ ở ba điểm, nó liên quan đến đầu gối, liên quan đến hông và liên quan đến bụng, cho nên là nó hỗ trợ cho cái tư thế trong quá trình tập luyện rất là tốt, và sau một thời gian tập luyện thì quá trình tập luyện đó nó sẽ hỗ trợ bệnh nhân tập các cái bài tập mà chống lại trọng lực và lấy lại được cái dáng đi nó nhanh hơn. Okay, I will provide suitable for the safety standing support. So we provide the power wrist lifting system and the protective pelvic harness. And the therapist to push the wheelchair from to the device and transfer the patient from sitting to standing in one step. And the 3-point support is innovative and patented devices for the knee, hip, and the abdomen and the table to provide a safety environment that patient feels comfortable and decrease the fear of the feeding. Vấn đề an toàn đối với bệnh nhân trong cái quá trình tập luyện phục hồi chức năng rất là quan trọng. Thế nên là cái thiết kế của hệ thống robot Hybin nó rất là an toàn, và nó hỗ trợ cho cái quá trình mà đưa bệnh nhân lên ngồi xe lăn lên cái hệ thống tập luyện, nó mất trong thời gian ngắn rất là ngắn, khoảng độ 5 phút, và với cái hệ thống tự động có cái sự hỗ trợ về lực. Thế nên là với những cái kỹ thuật viên mà có thân hình nhỏ bé thì nó rất là dễ dàng để đưa được cái bệnh nhân mà to béo lên trên này.
Và với cái hệ thống mà hỗ trợ ba điểm như tôi đã trình bày ở gối, ở hông và ở bụng, và cùng với đó là nó có một cái bàn đỡ, thì cái quá trình tập luyện nó sẽ dễ dàng hơn và nó an toàn hơn cho bệnh nhân. Are you going to provide a three pattern for the elementary functional age goals? The first is the hip flexion movement. It could increase the clearance and facilitate the proximal hip joint movement. So to decrease the difficulty in lifting leg and strengthening the way sweeping single leg stance. And the second is the step length movements. The step over design it was suitable for shuffling gait and gait assimilation patient. And the third is the swing phase movements. It could improve the quality of the gait pattern and training the knee control during the swing phase and the early hip extension movements. Các phương pháp phục hồi chức năng truyền thống thì thường là xoay quanh cái ba cái mô hình tập luyện như trên slide cho các cái mục đích tập luyện khác nhau. Ví dụ như là liên quan đến gấp của cơ hông, hay là tăng cái độ dài của bước chân, hay là tập luyện mô phỏng lại cái dáng đi bình thường. Và với cái truyền thống thì chúng ta tập luyện một cách rời rạc thì rất là khó đạt được cái hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên thì robot của hai bên sẽ hỗ trợ kết hợp các cái bài tập này với nhau cùng một lúc. Và với bài tập thứ nhất thì sẽ là hỗ trợ cho bệnh nhân giảm cái độ khó của cái bài tập và chuyển trọng lượng để nâng chân, và qua đó thì cũng sẽ tăng cường cái sức mạnh của chịu đựng của cái chân còn lại. Và còn bài tập luyện thứ hai liên quan đến độ dài của bước chân thì nó rất là phù hợp với những cái bệnh nhân mà có dáng đứng siêu vẹo hoặc là cái tư thế nó mất cân đối, ví dụ như là với bệnh nhân Parkinson. Còn bài tập thứ ba là mô phỏng lại cái dáng đi chuẩn, và cái quá trình tập luyện đó trên robot nó sẽ hỗ trợ cho cái dáng đi của bệnh nhân nó đẹp trở lại. Okay, we have five journal paper in the science journal. And all the studies about the stroke patient. Today, I will specially introduce this clinical finding of the EEG study in the chronic stroke patient. Robot của hai bên được sản xuất cũng theo đó là một loạt các cái công trình nghiên cứu khoa học, và chúng tôi đã có 5 bài báo đã được công bố trên các cái tập san quốc tế từ 2017 cho đến nay. Tuy nhiên thì hầu hết là các bài báo đó sẽ tập trung vào các cái bệnh liên quan đến đột quỵ cấp tính, và ngày hôm nay thì tôi xin phép được tập trung vào một cái kết quả nghiên cứu lâm sàng ở bệnh nhân bị đột quỵ mãn tính. This study is combined with the China Medical University Hospital and published in the Brain Science. This study was for the stroke patient in chronic hemiplegia patient, and we can find the movement and the correlation between the brain wave. The subject was allocated into the robot gait training group and the traditional group with 12 each group. And both the group, the subject was conducted the Berger Bend scale test. And in the robot gait training group, the EEG sitting bends test and the gait parameter test was conducted. In the sitting EEG process, is the subject could do the knee extension relaxation test and record the brain wave and EMG. And all the subject was received 15 times therapy. Đây là một cái nghiên cứu về sự thay đổi liên quan đến sự cân bằng, liên quan đến dáng đi và cái sự thay đổi của điện não đồ sau khi mà tập luyện với cả robot của hai bên đối với cả các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Và đây là một công trình đã được xuất bản trên tạp chí chuyên chuyên ngành về về não. Và có nghiên cứu này là nghiên cứu của can thiệp được chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm chứng, tức là tập luyện cho các cái phương pháp truyền thống thôi. Và nhóm thứ hai là nhóm can thiệp và được tập luyện với cả robot, và mỗi nhóm có 12 bệnh nhân. Và cả hai nhóm này thì đều được đo một cái chỉ số liên quan đến sự cân bằng, nó gọi là BBS. Và đặc biệt là trong cái nhóm can thiệp thì có phân tích thêm các cái chỉ số liên quan đến điện não đồ và các cái chỉ số mà liên quan đến sự cân bằng và dáng đi. Và sau đó thì quá trình này thì bệnh nhân của nhóm can thiệp sẽ được tập luyện 15 lần với cả robot. Và sau đó thì có làm một các cái một cái xét nghiệm liên quan đến duỗi cũng như là cái sự thả lỏng của bệnh nhân và đo lại cái điện não trong cái quá trình mà tập luyện như vậy.
Okay, we can see the figure. This figure is show the EEG data about the stroke patient. We can see the red circle and the red flame. The implicit lateral brain potential signal should show a decrease when performing angiogram. So we can find that the event-related synchronization ERS in red areas is significant decrease, and especially in the beta wave. It's indicated that the concentration and the learning was improved. Ở đây là một nghiên cứu can thiệp có sự so sánh trước sau cũng như là có cái nhóm đối chứng, thì các anh chị có thể nhìn vào cái ô mà có kẻ màu đỏ đó thì nó liên quan đến cái sóng beta, thì sau khi mà can thiệp thì cái chỉ số này nó đã giảm đáng kể cả trước và sau, cũng như là so sánh giữa hai nhóm chứng mình nó can thiệp thì nó có kết quả là ý nghĩa thống kê. Và cái chỉ số IAS ở đây thì nó nếu mà nó giảm thì nó thể hiện một cái, đó là khi chúng ta thể hiện thực hiện một hành động nào đó, và cái sự giảm này nó có ý nghĩa thống kê và nó cho thấy cái sự cải thiện về khả năng của bệnh nhân. And both of those burger band skills was significant improvement, and the gait parameter was improvement, and we analyze the correlation between the burger bands and the ERS data in the robot gait training group. So we can find a significant negative correlation between the ERS in about the alpha and the low beta wave. So the subject after 3 weeks of the treatment, there's a significant improvement in brain neuroplasticity, postural control, and balance. The result was shown that the sensory motor trend was reflected in the brain neuroplasticity, and therefore was undoubtedly is lower limb motion. Và sau 3 tuần thực hiện các cái liệu pháp điều trị như vậy thì chúng ta đã quan sát thấy cái sự cải thiện đáng kể có ý nghĩa liên quan đến cái sự mềm dẻo của thần kinh hay là của não, và kiểm soát cái tư thế dáng đi cũng như là sự cân bằng tốt hơn. Thì ở đây trên cái khung màu đỏ các anh chị có thể thấy một cái kết quả cũng rất là có ý nghĩa, kể cả trước và sau can thiệp thì nó đều cho ra cái kết quả của cái chỉ số về thăng bằng là BBS nó đều giảm, và cái giảm này có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra thì người ta còn có đo lường một cái mối tương quan giữa hai cái loại sóng là sóng alpha và sóng beta với cả cái chỉ số về sự thăng bằng là BBS, và cái sự tương quan này là tương quan theo cái hướng là tỷ lệ nghịch, và nó cũng có ý nghĩa thống kê và nó cũng thể hiện cái sự cải thiện các cái thông số như mà tôi vừa mới trình bày. Okay, now I will share some clinical efficacy case. Và tiếp theo là các cái hiệu quả lâm sàng thực tế. Okay, in this case is a bilateral stroke patient. Lumbar provide a 3-point support to provide upright proprioceptive input and the highest motor stimulation to the lower limb and the corners of the trunk. So after 11-10 treatment, the patient could upright his trunk and decrease the spasticity. Ở các lâm sàng đầu tiên tôi muốn chia sẻ liên quan đến cái việc kiểm soát tư thế cũng như là chức liệt cơ của một cái bệnh nhân đột quỵ và có liệt nửa người. Thì hai anh chị có nhìn thấy trên video ở đây thì bệnh nhân trước khi luyện tập thì có một cái kiểm soát tư thế hay là cái sự cân bằng ngồi, lúc ngồi nó rất là khó khăn. Tuy nhiên sau 11 lần tập luyện thì anh chị sẽ thấy là cái sự cải thiện về chức năng ngồi nó đã khá lên, và bệnh nhân đã cử động được tốt hơn. Và một cái chỉ số nữa về chuyên môn đó là tăng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3. In this acute stroke patient, having lumbar profile hip flexion movement to facilitate the proximal hip joint hip flexion movement. So after 20 times training, he could achieve the hip flexion movement, and the clinical scale was also improved. Ca lâm sàng thứ hai cũng là liên quan đến một bệnh nhân đột quỵ cấp tính và robot của hai minh hay là robot của hai minh cũng đã hỗ trợ cho bệnh nhân là lấy lại được cái khả năng kiểm soát khớp hông cũng như là cái chân nó tốt hơn.
Và sau 20 lần tập luyện và liên tục trong vòng mỗi với tần suất là 2 lần một ngày và kéo dài trong vòng 2 tuần thì các cái chỉ số lâm sàng liên quan đến sự thăng bằng ở đây là BVS tăng từ 0 đến 11, một cái xét nghiệm một cái bài đánh giá về chức năng ngồi nó tăng từ 15 đến 26 và một cái chỉ số về giai đoạn là Rolandstorm nó tăng từ 2 đến 4 và các anh chị cũng có thể thấy là thực tế là cái bệnh nhân này đã kiểm soát tốt hơn được cái khớp gối ở khớp hông và di chuyển tốt hơn. Okay, we want to know the high intensity training how to accelerate the rehabilitation process. And this subacute stroke patient, one 16-year-old girl who received twice a day for 2 weeks. So we can see the left video, he have the difficulty to lifting her leg. And after training time training for 2 weeks, he could walk in steadily without assistance. Ca lâm sàng thứ ba liên quan đến một bệnh nhân trẻ là nữ bị đột quỵ ở thể tán gốc và trước khi mà tập luyện các anh chị có thể thấy bệnh nhân này đi lại rất là khó khăn, kiểm soát cái chân rất là khó và khi mà ngồi cũng như là tư thế quay lưng để ngồi cũng gặp rất là nhiều trở ngại. Tuy nhiên sau là 20 lần tập luyện với robot của Haiwin với tần suất là 30 phút và 2 lần một ngày kéo dài trong vòng 2 tuần thì video bên phải đã cho thấy bệnh nhân đã cải thiện được cái bước đi của mình, quay người tốt hơn và đã tự mình ngồi xuống dễ dàng hơn mà không cần có sự hỗ trợ. Và hai cái chỉ số về lâm sàng là time up and go nó đã giảm từ 28 giây xuống còn 10 giây và cái chỉ số về thăng bằng là BBS đã tăng từ 35 lên 51. Okay, this nice one show the chronic patient for 4 years. He has no walking problem. The surgery is related the step length, trajectory, and choose the highest parameter such as the step length is 50 centimeter and the cadence is 70 steps per minute. And after 3 times or 2 weeks, it could speed up. Cái lâm sàng thứ tư là liên quan đến tập luyện để tăng cái tốc độ đi bộ lên. Thì bệnh nhân này là bệnh nhân đột quỵ mãn tính và đã chịu đựng cái căn bệnh này trong vòng 4 năm. Và vấn đề của bệnh nhân này là đi bộ rất là chậm và thực tế là họ đã đang tập luyện với cái chỉ định là 30 bước à 70 bước trong vòng 1 phút và sau đó thì tiếp tục tập luyện với cả robot của Haiwin trong vòng 10 lần tập luyện với một cái bài kiểm tra đánh giá đi bộ trong vòng 6 mét và tốc độ được đẩy nhanh hơn từ lần thứ nhất cho đến lần thứ 10 và cái thời gian mà đi bộ 6 mét đó đã giảm từ 33 giây xuống 24 giây. Okay, this size of CI patient, C4-HR3 patient. In clinical, it's difficulty to train the SCI patient. This patient received 49 treatments. His lower limb muscle was improved to the 3+, and the sitting balance was improved to could sit him independently. And finally, he could train the stand with some assistance. Ca lâm sàng thứ năm là liên quan đến bệnh nhân về chấn thương cột sống. Và hỗ trợ cho bệnh nhân làm thế nào để lấy được cái sự cân bằng động thì nói chung mà nói thì trong phục hồi chức năng thì đối với đối tượng này thì chúng ta gặp vô cùng nhiều khó khăn để có thể tập luyện phục hồi chức năng. Tuy nhiên với bệnh nhân này sau khi mà tập luyện 14 lần với cả robot thì các cái chỉ số khác nhau so sánh trước và sau liên quan đến cân bằng khi ngồi, liên quan đến cân bằng khi đứng và các cái hoạt động chức năng nó đều có cái sự cải thiện từ cái tình trạng ban đầu là rất là kém và không thể đứng được và sau đó thì đã cái tình trạng của nó được cải thiện ở mức khá hoặc là tốt và cuối cùng thì người ta đã có thể đứng lên được với cái sự hỗ trợ tối thiểu. Okay, for the Parkinson disease patient, I will go back for final receiving and the symmetry eyes movement to the patient and decrease the fear of the falling for the patient. So after the 10 times treatments, the patient could improve the weight shifting and the gait parameter such as the follow and the speed. Ca lâm sàng thứ 6 liên quan đến bệnh nhân Parkinson và bài tập ở đây là hướng tới lấy lại cái dáng đi nó cân đối hơn và sau 10 lần tập luyện để các cái chỉ số mà liên quan đến tốc độ, liên quan đến độ dài của bước chân nó đều tăng lên và sau cùng thì bệnh nhân cũng đã cải thiện được cái khả năng chuyển trọng lực và dáng đi nó đã đẹp trở lại. Okay, in the summary of the clinical finding and some research, the frequency to the improvement the significant was 1 to 2 times a day, 20 to 30
minutes to grade further concentration and learning, and 15 to 20 times. The improvements for the QSO patient is the motor facilitation and the walking ability. And such as for the Cushio syndrome or combined with the neglected patient, the Harvey Nova also provide the vertical force to adjust the patient to the midline. And for the chronic patient, the improvement is the walking speed. For the SCI patient, the improvement is the muscle strength and the postural control. For the Parkinson's disease patient, the improvement is the symmetrical gait. Qua các cái nghiên cứu khoa học của chúng tôi và các cái ca lâm sàng mà tôi vừa mới trình bày, vậy thì có thể tóm tắt lại như sau: về mặt tần suất, về tập luyện như thế nào thì sẽ đạt được hiệu quả phục hồi chức năng với cả robot một cách tối ưu, thì tần suất nó sẽ là khoảng từ 1 đến 2 lần một ngày và khoảng 20 đến 30 phút cho một lần điều trị, và khoảng 15 cho đến 20 lần và kéo dài như vậy trong vòng 2 đến 4 tuần thì sẽ đạt được các cái hiệu quả như mà video tôi đã trình bày. Và cái hiệu quả nó có cái sự cải thiện ở các cái bệnh khác nhau, với các chức năng thì nó sẽ có sự khác nhau một chút. Liên quan đến bệnh nhân mà đột quỵ cấp tính thì có hai cái chức năng thay đổi tăng lên, đó là cái khả năng về vận động cũng như là khả năng là đi lại, nó được cải thiện đáng kể. Liên quan đến bệnh đột quỵ mãn tính thì cái tốc độ đi lại nó tăng lên. Liên quan đến cái bệnh Parkinson thì dáng đi nó được lấy lại, và liên quan đến bệnh chấn thương cuộc sống thì cái sức mạnh của khối cơ hay là cái kiểm soát tư thế nó đã tốt lên rất nhiều. Okay, in the conclusion about the weight-bearing solution type robot, weight-bearing solution for early intervention could provide the 3-point support upright for receptive inputs and the highest the motor stimulation to the target muscle, such as the loading and the core muscle trunk. So high intensity input enhance the motor facilitation, and the high dose repetitive training accelerate the rehabilitation process. And in the journal, we can find the robot training have enhanced neuroplasticity even in the chronic stroke patient. Vâng, vậy thì thông điệp của tôi của cái bài trình bày này đó là liên quan đến tập luyện với cả robot của Hyvin thì sẽ giúp nâng cao cái tính mềm dẻo của thần kinh, và qua đó thì có thể là lấy lại được cái dáng đi cũng như là cái khả năng vận động nó tốt hơn rất là nhiều, và đặc biệt có hiệu quả trong cái quá trình can thiệp sớm sau điều trị cái bệnh ban đầu. Okay, finally, I will share the joyful embrace in our global serving during the patient standing and working on our device. All the patients provide early intervention and comfortable and safely working. For the therapies, robots could provide effort serving and optimize time management. And for the hospital, robots could provide high-tech length therapy and the revenue increase. Và đây là cái slide cuối cùng của tôi ngày hôm nay. Thì qua các cái vấn đề mà tôi đã nêu rõ ràng, các bệnh nhân mà liên quan đến thần kinh cần phục hồi chức năng thì họ có rất là nhiều nỗi đau về mặt thể xác, và đâu đó chúng ta cần phải tìm ra một cái giải pháp cho một cái hy vọng để có thể cải thiện chất lượng cuộc sống. Thì chúng tôi đã làm việc ở phạm vi toàn cầu với rất là nhiều các cái bệnh viện khác nhau, rất là nhiều loại dạng bệnh nhân, mà chúng tôi thấy rằng là giải pháp về robot của Hyvin có thể đem lại lợi ích đến cho các bên liên quan. Và quan trọng nhất là chúng ta hướng tới bệnh nhân, đó là chúng ta có thể can thiệp cho bệnh nhân ở giai đoạn rất sớm sau khi mà điều trị các bệnh ban đầu. Và đặc biệt đó là bệnh nhân cảm thấy có cái sự thoải mái trong quá trình tập luyện, và sau tập luyện thì người ta có thể đi lại một cách tự tin hơn, không sợ ngã và cảm thấy là an toàn. Còn với các cái nhà, với các kỹ thuật viên hay bác sĩ ở vật lý trị liệu thì rõ ràng với robot các anh chị có thể tiết kiệm được sức lực và có thể là tối ưu cái thời gian quản lý bệnh nhân của mình để chăm sóc họ một cách toàn diện và chu đáo hơn. Còn đối với bệnh viện thì đây là một cái cơ hội rất tốt để cho tất cả chúng ta để có thể tiếp cận với một cái công nghệ mới tiên tiến hiện đại của thế giới, và đặc biệt là có thể giúp cho bệnh viện tăng thêm được cái nguồn thu. Và tôi cũng hiểu rằng là qua lĩnh vực phục hồi chức năng nó còn gặp nhiều khó khăn, và tôi nghĩ rằng là hệ thống robot này có thể là giúp cho khoa phục hồi chức năng cũng như là các kỹ thuật viên, các cán bộ của khoa phục hồi chức năng có một cơ hội là có một cái thu nhập đó tốt hơn. Và hôm nay có rất là nhiều các bệnh viện ở đây, và đây là một cơ hội rất tốt, và tôi tin rằng là các bệnh viện có thể là học hỏi cùng với nhau và tiếp cận một cái công nghệ mới để chúng ta đem đến một cái hy vọng mới giúp cho các bệnh nhân về thần kinh có một cái sự, có một cái cơ hội cải thiện tốt lên trong tương lai gần. Tôi xin cảm ơn. Thank you.